Xin chào các bạn, video lần này mình sẽ thử nối đầu răng Rulia của cốt nhông bơm thủy lực. Trong quá trình sử dụng đã bị vỡ răng. Và ở đây chủ xe có một cây cốt khác, có các kích thước đều to hơn. Nhưng chỉ duy nhất đầu Rulia thì bằng với cốt vỡ. Cách mình nối sẽ dựa theo sự góp ý của một số bạn đã góp ý cho mình ở những video trước. Thấy cũng khá là ổn, đó là tiền âm dương của hai điểm cần nối. Vậy ép chặt lại rồi hèn và tiền lại theo kích thước ban đầu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Trước tiên mình sẽ đo lại kích thước ban đầu của mẫu, sau đó mình sẽ cắt và khoan lỗ âm và tiện vét ở điểm nối. Tiếp theo là đầu răng để nối, mình sẽ tiện bậc dương để ép chặt vào bậc âm của cốt cần nối. Mình sẽ kho nhiệt nóng ở bậc âm để lỗ giãn ra, khi đó mình sẽ ép bậc dương vào dễ dàng và nhẹ hơn. Và khi nhiệt ở bậc âm nguội đi thì nó sẽ co chặt lại, tạo thêm độ chắc chắn ở điểm nối. Ok, bây giờ mình sẽ đính và hèn lại. Sau khi hèn xong, mình nhận thấy tiện bậc âm dương ép chặt lại và hèn nó sẽ chắc chắn và hạn chế được sự co giật khi hèn hơn. Bây giờ mình sẽ tiện bỏ mối hèn để lấy lại kích thước ban đầu. Ok, như vậy là mình đã nối xong đầu răng Rulia của cốt nhông bơm. Mình nhận thấy cách nối âm dương này khá là ổn, vì hai điểm nối đã được định tâm. Khi hèn sẽ hạn chế được rất nhiều sự co giật của nhiệt. Nhưng mình chưa tự tin lắm về phần coi hèn. Ở đây mình dùng coi hèn loại 6013, không biết chịu lực có tốt không. Nếu mà các bạn có kinh nghiệm về coi hèn nào dùng tốt và chịu lực được thì hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn thấy hay hoặc có sự thiếu sót gì thì hãy comment phía dưới ở cho mình biết. Và đừng quên tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.